Xin chào các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu mọi người một cái cây, đó chính là cây tử phi hạc, gọi là nhiều cái tên. Thì về cơ bản là cái tên khoa học của nó thì là Sixtinum. Sixtinum thì cái cây Sixtinum này thì nó Dendrobium Sixtinum là một cái cây như có giống với cả những cái cây mà chúng ta hay gọi tên ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta rất là phong phú với các loại hoa lan, phong lan cũng như là nhiều cây khác nhau. Thế nên là những cái sự khác biệt của nó đôi khi nó không quá lớn, nhưng nó cũng là những một trong những cây rất là ít có. Ví dụ như những cái cây hoàng phi hạc mắt đen hay hoàng phi hạc mắt vàng, có những cây hoàng phi hạc mắt đen nhưng mà mắt nhỏ, có cây là cây mắt nâu, có cây thì mắt kiểu dạng mắt cua, có cây thì dạng mắt đỏ. Đấy, nhưng nó rất là đa dạng về hoàng phi hạc hay là những cái tử phi hạc. Thì cái cây tử phi hạc này thì nó là một cái dạng cái cây hoàng thảo xoắn, cánh quan tít và môi hoa rất là nhỏ. Nhưng cây này thì nó là một cái cây tím, gọi là cây xoắn hồng, em gọi là cây xoắn hồng, bởi vì cánh nó cũng quan tít như dạng là của cái cây hoàng thảo xoắn, nhưng mà môi hoa của nó thì là môi hoa của thằng hoàng phi hạc. Còn cái cây hoàng phi hạc ấy mà anh chị hay biết đến ấy, thì môi hoa nó cũng giống như này, nhưng cánh nó không quăn như này, nó cũng quăn nhưng mà nó quăn xêm như này thôi. Cái này nó vặn tít, đấy, nó vặn nhiều như là cái cây hoàng thảo xoắn ấy. Thì nó một cây này xoắn hồng này, nó là một cây rất lạ. Là ngoài những cái cây lan đột biến, ví dụ đơn giản như thân thòng, thì em cũng có rất là nhiều các loại lan khác, đột biến khác, cũng như là các cây hoa lan, bởi vì em sưu tầm rất là nhiều các loại, từ phong lan, địa lan đến các loại, nên là cũng có nhiều để giới thiệu cho mọi người, và cũng có cây để chia sẻ mua bán, giao lưu các anh chị. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người về cái cây xoắn hồng này, em gọi là cây xoắn hồng đấy, cho đơn giản. Cái cây này thì nó là cái gen của cái cây Dendrobium Sixtinum. Thì cái này thì em cũng có, em đọc tên tiếng Anh nó cũng chưa được chuẩn lắm, nên là em cũng có viết rõ ở cái phần mô tả ở dưới, anh chị có thể đọc thêm dưới đó và tìm hiểu trên thêm ở website thiênlanganhoa.com. Thì cái cây xoắn hồng này em sẽ giới thiệu về cơ bản nó là như sau. Cây này thì cây là em nuôi từ ki lên thôi, nuôi từ ki lên và hoa đang hiện tại là ở ki năm thứ 3, nhưng đến nay là nó là năm thứ 5 rồi. Nhưng mà những cái bông hoa thì nó mới là ki từ năm thứ 3 thôi, ki năm thứ 3 này, nó là ki lên anh chị nhá. Đây này, cây là ki năm 1 này, đây là ki đó, ki năm 1 này, ki năm 2 đấy, đến ki năm 3 đây, ki năm 3 đây thì lên một cái thân này nó to, nó đang ra hoa đây. Đấy, đang ra hoa là ki năm 3 và ki năm 2. Ki năm 2 của nó là ki đây, ki năm 2 đây, phá lên hoa thân này, hoa đây đấy. Còn những cái năm vừa rồi thì nó không hoa, năm vừa rồi không hoa, năm vừa rồi không hoa, năm trước không hoa. Đấy, nó là ki năm 2 nó là có hoa nhé, bắt đầu có hoa từ ki năm 2, nhưng anh chị nuôi đến năm thứ 3 thì nó mới có hoa được, bởi vì như những cái dòng này em biết thì nó phải rụng hết lá thì nó mới ra hoa. Đấy, như cái thân này nó chủ rụng lá này ra hoa này. Đây nó chỉ có hai thân nhỏ ở dưới thôi nó có hoa anh chị nhé, hai thân nhỏ ở dưới là có hoa thôi, còn cả một cái cây to này thì sang năm nó mới rực rỡ. Đấy, cây to này mọi người nhìn thấy không? Đấy, sang năm cây to này sang năm mới rực rỡ, sáu thân này sang năm mới rực rỡ, còn đây thì nó chỉ là hoa của những cái ki năm 2 là như này thôi. Cây xoắn hồng này nó là một trong những cây rất là đẹp, và em chơi, nếu mà chơi lan đột biến ấy thì em thấy cây này nó là một cây rất là ưng ý, bởi vì như những cái cây những cây xoắn này hoàng phi hạc ấy thì cái tỷ lệ đột biến của nó ra cái màu này nó ít, nó chủ yếu là đột biến mắt, là có cây mắt đen, cây mắt nâu, cây mắt đỏ và cây mắt vàng là chủ yếu, có cây mắt cua, cây mắt phẩy. Đấy, nó rất là nhiều dạng mắt như gọi là phi điệp vậy. Nhưng cái là cái dòng này chăm sóc thì nó khó hơn, mà nhân giống thì nó không thể như là cái dòng phi điệp. Phi điệp thì nó quá dễ rồi, phi điệp đột biến nó quá dễ. Còn đây thì nó là một cây xoắn hồng cũng rất là đẹp. Thì em sẽ mô tả thân lá của nó một chút để các anh chị cùng có thể tham khảo và tìm hiểu về các loại lan này trên thị trường. Thân lá của nó khá là to, thân của nó dài khoảng từ 20 đến 60 cm.
và cái điểm gốc của nó ra thì thường nó nảy thân rất là bé, như cái tăm, như kia lớn lên nó phình to, nó phình rất là to. Thân gốc gốc của nó thì bé, rất là bé, chứ không phải 30 ml đâu, bé lắm. Nhưng thân thân gần gốc. Còn cái đoạn dưới chân này nó to phình như là cái thằng đùi gà vậy. Đấy. Nhưng mà thân lên trên này thân nó nhỏ, nhưng thân lên trên nó phình rất là to. Phình to đây thì nó to khoảng từ 0,5 đến 1,5 cm. Anh chị ạ. Thường là 1 cm là đều. Nhưng mà nó có thể là 1,5 đến có thể là 2 cm bởi vì nó to và nó hơi dẹt. Hơi dẹt theo cái hình gọi là nếu mà gọi là đùi gà thì nó hơi dẹt. Đấy. Nhưng thực ra thì cái này nó không dẹt lắm, nó hơi dẹt thôi. Cái đùi gà dẹt nó dẹt hơn. Cái cây này thì nó hoa nở mùa xuân. Nở nhìn chung đa phần phong lan là nở, hoàng thảo là nở vào dịp mùa xuân là chủ yếu, ví dụ long tu xuân này, hoặc vĩ đáy thảo, hay là một số phi điệp, đen rô, đùi gà các loại. Thì anh chị có thể tham khảo thêm trên kênh Thiên Đường Hàng Hoa nhé. Cũng có rất là nhiều loại. Thì cái cây này thì nó cũng nở mùa xuân. Cơ bản là nó nở mùa xuân, nó nở từ dịp tháng 2 đến tháng 4. Đấy, phong lan đa phần nở như vậy là nhiều, rất nhiều. Mùa này đang rất nhiều hoa. Thì cái cây hồng này thì nó có bộ cánh, nó ra hoa mùa đó và nó tỷ lệ hoa của nó khoảng 1/4, cũng như là cái dạng đùi gà vậy, tỷ lệ hoa nó 1/4 thân. Cây này là cái thân nó rất nhỏ, anh chị nhìn này, thân nó rất bé như này thôi, nó chỉ có hai vòi, à ba vòi hoa, ba vòi ra ba mắt hoa. Đấy, và thân nó chỉ cao khoảng 20 cm, ba vòi hoa, và mỗi vòi hoa được khoảng 2 đến 3 bông, từ 1 đến 3 bông. Thì tỷ lệ thì nó, cây này thì nó ra ở trong này là mình nhìn nó hơi khó. Đây như cái cây ngoài này thì nhìn nó rõ hơn này. Cây ngoài này thì mỗi chùm nó đâu đó được 2-3 bông. Đấy, 2 chùm 3 bông, 1 chùm 2 bông. Chùm này cũng thế. Đấy, nó cũng có cái 3 bông, cái 2 bông. Về cơ bản là như vậy. Hoa của nó có hương thơm của phong lan. Em không xác định được là nó là của thằng nào. Về cái thằng hoàng phi hạc hay là thằng tử phi hạc, em không xác định được. Bởi vì hương thơm nó chỉ hơi khác nhau một chút thôi, nhưng nó cũng là một cái cây khác, chứ nó không giống như là cái cây hoàng phi hạc. Đấy, thì thân lá của nó thì nó cũng có những cái chấm đen, như là những cái cây hồng hay cây tím thì đều có chấm đen bình thường. Hoa của nó, cánh của nó vặn tít. Đấy, thế nên thân nó cũng là thân chấm tím nên là hoa là tím. Còn cánh nó vặn tít theo cái chất, bản chất gen cây của nó. Nó là một cây hồng thì thân tím. Đấy. Lá của cái cây này nó cũng nhỏ phết đấy. Nó chỉ tầm độ nhỏ hơn đùi gà, nó chỉ tầm từ 1,5 đến khoảng 2,5 cm thôi. Nó cũng nhỏ đấy, lá bé hơn anh chị nhá. Lá rất là nhỏ. Nhỏ như ngón tay út, như ngón tay út em. Đấy. Nó không phải là khó ấy lắm. Nhưng mà về cơ bản thì thân lá này thì nó cũng giống như những cái cây khác thôi. Nó cũng có những cái cước trắng ở đây, cước trắng ở trên thân, và nó có những cái chấm. Còn về chăm sóc và trồng của cái những cái cây hoàng thảo này thì em cũng nói nó tỷ lệ nó cực kỳ giống nhau. Có thể anh chị quan tâm quá đến cây phi điệp nên là quên mất mấy cây này thôi, chứ còn ví dụ như thay giá thể hay các thứ thì chúng ta đều phải thay như nhau. Nó cũng khoảng từ 2 đến 3 năm khi cây trong chậu, và cục gỗ thì từ 3 đến 4 năm, tối đa có thể là 5 năm thì sẽ tốt hơn. Thì để chúng ta nhấc ra để vệ sinh những cái bộ rễ, vệ sinh những cái giá thể bẩn đi. Chứ còn việc chọn giá thể thì đương nhiên giá thể mới là tốt rồi. Chọn giá thể thì giá thể nào cũng được. Nhưng có một cái dạng giá thể mà chúng ta hay gặp nhất, đó chính là vỏ thông. Thì với những một số cây thì em hay trồng vỏ thông 100%, hoặc là dớn cọng 100% được, hoặc là đá 100% được, bột dừa 100% được, rêu 100% cũng được, không sao cả. Tất cả những cái cây này chúng ta cần phải nhìn nhận vào cái vấn đề đó chính là tưới cây để cung cấp độ ẩm cho nó ấy, anh chị nhé. Khi mà cung cấp đủ độ ẩm thì cây nó sẽ vừa phát triển bộ rễ tốt, bởi vì đủ độ ẩm thì có nghĩa là cái bộ rễ nó vẫn phải phát triển nhanh để đi tìm hơi ẩm, còn nếu thiếu ẩm thì là nó sẽ phát triển rễ nó cũng sẽ chậm hơn, và thừa ẩm thì cái bộ rễ thì nó lại không phát triển luôn. Đấy, còn thiếu ẩm thì nó phát triển chậm hơn, nhưng còn vừa phải có nghĩa là vừa để cho nó phát triển tốt. Đấy, thì cái này thì việc cái này thì anh chị có thể xem thêm trong phần tưới cây, thì anh chị có thể tham khảo phần tưới cây. Thì tưới cây cung cấp độ ẩm cho nó, thì anh chị có thể xem thêm trên video trên Thiên Đường Hàng Hoa cũng có những cái vấn đề đấy, thì anh chị có thể tham khảo và liên hệ bên em tư vấn.
em sẽ tư vấn để chúng ta có thể chăm sóc với những cây hoa lan rất là đẹp, treo trong nhà nở hoa quanh năm. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.